Vâng, chào các bác. Hôm nay em đặt một số chai emo. Đây là hạt Tali, Zilin Tali. Đây, để phục vụ chả cần gì hết, nước sạch thôi anh em. Đây, chai thạch đây. Đây chai emo em đã cho nước vào rồi để mềm để tí gấp ra. Thì nói chung ra đây thì em không xài phân thuốc bất thứ phân thuốc gì các bác nhé. Em ra thì ra gọi nói chung cũng từ ra chai ra rửa sạch thạch. Rửa sạch thạch là được. Nói chung không cần bất cứ xử lý phân thuốc nấm, thuốc kích rễ, bất cứ một gì hết. Chỉ có nước sạch, rửa sạch. Quan trọng là rửa sạch, sạch thôi các bác. Đây, mời các bác xem nhé. Đây, nói chung ra thì cũng dễ lắm. Đây, thì em ra theo cách của em. Đây, bác xem nhé. Đây, đầu tiên có cái móc dài như thế này này. Đây, chai làm mua này, đưa vào trong này. Quấy đều một cái này. Nhẹ nhàng thôi. Đấy, từ từ kéo ra. Đây, đấy, kéo từng cây ra một. Chủ yếu ta có bác ghép gấp phần nào cũng được. Khi khuấy đều thế này này, chúng yêu gấp được thì gấp được phần gốc thì tốt nhất. Hạn chế lên phần lá. Trong con nước thì nó cũng đơi. Gấp cũng nhanh. Em khuấy thì một tay cầm con video nó quay nó hơi chậm chứ. Đây, cứ từ từ gấp ra thôi, không phải vội vã gì cả. Đấy, cứ đưa vào, kéo từng cây một. Đấy. Quan trọng cái bước này là tất nhiên nó không để dập. Mấy bước thứ hai là khi ra đây được mình sẽ rửa thật sạch hết thạch là được. Đấy rồi móc à, xong rồi xuống này đập chai đấy các bác. Đấy rồi sạch sẽ thấy không ạ. Đấy là vậy, là xong một chai. Đây cây lan như thế này rửa làm sao sạch sạch là ok, không có tác gì hết. Đây em nay em đập mấy chục chai đấy, cây cũng còn hơi còn nói chung hơi non. Đấy các bác xem kỹ nha. Đấy. Cứ rửa sạch thế này, sau đó em sẽ lót vào báo 3-4 ngày xem cái rễ cái trắng này này, phần rễ trong đây này trắng hết thả ra. Em sẽ trồng. Trồng sau rồi mình sẽ phân thuốc sau. Còn hiện tại thời điểm này từ sau khi đập chai, từ khi ra chai đến 3 ngày sau là không có phân thuốc gì hết. Đây là một kỹ thuật em thấy ra nhiều lần rồi, thấy là rất ok. Chúc các bác ra chai đẹp. Em xin kết thúc video ở đây nhé. Dạ, ta ly.